Vâng, lại một cái mẫu xe giá rẻ giật nảy cả mình luôn các bạn. Đấy, giá rẻ giật nảy cả mình. Bởi vì đây là cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Đức mà giá chỉ có 295 triệu thôi. Đấy, nhiều bác thì thắc mắc tại sao là những cái dòng xe nhập khẩu mà những dòng xe thương hiệu xe sang mà bây giờ giá nó hợp lý như này. Cũng xin thưa với các bác là những cái dòng xe này nó là một trong những cái dòng xe nó về mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ tốn hơn những dòng xe phổ thông một chút. Vì vậy là nó cái lượng khách nó sẽ kén khách hơn. Bởi dòng này thì nó không đa năng, là các bác mua về là không chạy dịch vụ taxi được, chỉ để đi gia đình thôi. Đấy, đồng nghĩa là nó cũng sẽ kén khách hơn những cái dòng xe phổ thông. Nhưng mà bù lại thì những dòng xe này chạy nó lại cực kỳ sướng, cực kỳ chất các bạn. Vâng, BMW nhập Đức các bác nhé, mà giá chỉ có 295 triệu thôi. Các bác nhìn đây ạ, form dáng có đẹp không ạ? Dòng xe này của bên em thì nó là mẫu xe 523-2009. Số điện nội thất rất là đẹp, được cái là màu trắng nữa các bác nhé. Đây, em sẽ cho các bác xem về cái phần nội thất trước. Đấy, dòng này thì nó lên số điện đầy đủ hết này. Đấy, động cơ của nó thì là động cơ 2.5, vì vậy là hơi kén khách. Nhưng mà bù lại chạy dòng này thì các bác biết ạ, nó cực kỳ sướng, cảm giác lái của nó không thể chê vào đâu được. Với cái tầm tiền dưới 300 triệu thì mẫu BMW 523 này là một cái mẫu xe mà các bác có thể lựa chọn để đi gia đình được các bác ạ. Đấy, nội thất của xe thì còn nguyên bản nhé. Đấy, xe thì còn rất là đẹp. Tất cả những chi tiết thì em sẽ quay cho các bác đầy đủ hết này. Ghế điện đầy đủ hết này, thương hiệu BMW. Đấy, form dáng xe thì đẹp, màu trắng quá là ok luôn. Đây là hàng ghế phía sau của xe đây các bác nhìn đây ạ, rộng rãi thoải mái, có cửa gió điều hòa phía sau đầy đủ hết nhé. Đấy, na răng đẹp, 4 lốp mới. Đấy, màu trắng rất đẹp. Biển này thì bên em có bao rút hồ sơ cho các bác nếu mà bác nào nhu cầu mua. Đấy, chỉ có 295 triệu thôi. BMW 523-2009, xe rất là đẹp. Đấy, giá thì bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác rồi, đầy đủ hết rồi. Nếu mà bác nào cũng như anh chị nào ưng cái dòng xe sang mà giá tiền cực kỳ hợp lý này thì có thể lấy cái mẫu BMW 523 của bên em này. Xe thì bao cho các bác là chỉ sẵn sử dụng, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả. Bởi vì dòng xe này thì về bên em thì đã được kiểm tra kỹ lưỡng về cái chất lượng của xe rồi trước khi bàn giao cho các bác nhé. Đấy, nội thất này, ngoại thất này đã quay cho các bác rồi. Nếu bác nào cần hình ảnh chi tiết thì em sẽ gửi cho, với cái giá tiền là 295 triệu các bác nhé.